Ok, thì hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề đó là một số cái vấn đề thường gặp khi chúng ta ghép cho thai sinh sản ha anh em. Cái nội dung mà ghép cho thai sinh sản, tại vì bây giờ là đang vào cái mùa nuôi cho thai sinh sản, thì mình cũng nêu một số cái vấn đề thường gặp khi ghép cho thai sinh sản, cũng như là về cái nguyên nhân, cách khắc phục, để góp phần nào giúp những anh em mà mới bắt đầu ghép, tập tành ghép thì có những kết quả nói chung là như mong muốn. Thì không dài dòng nữa, chúng ta vào vấn đề ha. Thì thứ nhất đó là anh em ghép cho thai sinh sản đã lâu rồi, ghép lâu rồi, chim bắt cặp rồi nhưng mà nó không chịu sinh sản, nghĩa là không tha rác, nó không có đẻ đó. Thì mình nói về cái vấn đề này trước. Thì cái vấn đề này, cái nguyên nhân đó là nói chung là trẻ than nó đã bắt cặp rồi nhưng mà nó không tha rác, nó không để trứng. Thì cái nguyên nhân thứ nhất là về cái chế độ mồi, anh em không có thúc mồi tươi với nó. Dù như cái mồi anh em ghép nó không có đa dạng, như là không ghép sâu hoặc là dế, anh em chỉ ghép một loại mồi thôi. Dù là sâu không hay dế không thì cái khả năng trẻ than nó sinh sản nó không có nhanh bằng những anh em khác. Thứ hai là nguyên nhân thứ hai là do là trẻ than của anh em á, con mái của anh em nói chung là nó còn thứ nhất là nếu anh em ghép mái bổi thì có thể là nó chưa thuần, hoặc là anh em ghép mái non á, thì nói chung là nó chưa đủ cái tuổi để đẻ. Dù anh em ghép mái một mùa thì nó còn non quá thì nó cũng chưa có sinh sản được, hoặc là anh em cái vavi của anh em á, nó trống trải quá đó thì cũng gây khó khăn đó. Hoặc là cái AV anh em bố trí chưa hợp lý, ví dụ như là bố trí nhiều cây cối quá rồi nó gây chật cho nó không có khoảng không gian để trẻ than nó tùa nó hót. Rồi do là cái khay, anh em không bố trí cái khay tắm trong cái lồng AV của mình đó. Hoặc là cái video anh em á, nói chung là nó không có đón ánh sáng nhiều đó. Thì đó là một cái trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến trẻ than mà chúng ta là ghép lâu mà không đẻ đó, hoặc là không thả rác. Rồi tiếp theo thì ghép trẻ than đẻ ấp nhưng mà không nở, chung là nó trứng nó giữa hoặc là nó thúi đấy. Thì mình nói rõ vấn đề này, cái nguyên nhân á là anh em xem lại con trẻ than trống của mình chứ không phải trẻ than mái đâu. Thứ nhất là trẻ than trống của mình nó chỉ hót thôi, nó không có ve vãn con mái nhiều đó. Thì con không ve vãn con mái thì con mái do anh em mà nuôi nó lâu thôi thì nó bắt cặp với nhau, nhưng mà nó không có ve vãn thì con mái đâu cho đạp, nó nhầm con mái khó nó không cho đạp đấy. Thì không có đạp thì lấy đâu cồ mà nở đó. Hay là con trống anh em á, là anh em mà nhỏ anh em nuôi đúc á, nó là nó do nó nuôi trong quá trình nuôi thiếu chất nó, anh em hoặc anh em lấy tổ nó quá nhỏ, lúc nó hồi còn nhỏ nó chưa có la lông đó, thì dẫn tới là bị yếu sinh lý đó. Thì cái việc yếu sinh lý này á, nếu á, mà chim chìa than của anh em ghép mà cồ ít á, dù đẻ 4 trứng mà nở 1 trứng 2 trứng vào những cái khoảng mà lứa thứ 3 thứ 4 á, thì mình có cái cách để giúp anh em, đó là giúp trẻ than mình nó tăng cái cổ lên và nó đẻ đều hơn, nó tỷ lệ nở nhiều hơn. Đó là anh em cho ăn bổ sung thêm, đó là trùng đất mình, hoặc là sâu rồng á, hoặc là cá kiển. Thì ba loại mồi này thì mình đã áp dụng rồi, mình thấy là nó tăng cái tỷ lệ là chim trẻ than trống mình nó đạp nhiều và có cồ hơn, tại vì nó khỏe mạnh đó anh em. Cho ăn nhiều thì chim mình nó khỏe mạnh, còn anh em cứ nôm dế không thì cái chim anh em nó mập, nó ù lì đó đó. Nó mập, nó ù lì thì nó không làm lợi mái. Đặc biệt anh em mà ghép mấy chim trẻ than non á, non nuôi đúc lên thì nó làm lợi mái đâu, anh em phải ghép bổi hoặc chiền hoặc mép là ok nhất. Đặc biệt là bổi thần là khoảng mùa hay mùa anh em hót nhiều anh em ghép là ok nhất đấy. Tiếp theo đó là anh em ghép trẻ than con nó nở rồi nhưng mà
và thằng nó gấp nó bỏ con đó, thì cái việc đó nó rơi vào những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất thì anh em xem lại, đó là cái chế độ mồi của anh em á, nó có đủ đáp ứng không. Ví dụ chài thang mình nó đẻ 4 trứng nở 4 con mà anh em cho ăn mồi ít hay thiếu mồi, hụt mồi, thì nói chung là buộc là con chài thang mẹ hoặc chài thang cha, đặc biệt chài thang trống nha, gấp bỏ con là mình để ý là con chài thang trống làm, những chài thang máy ít chứ làm lắm. Nói chung là bởi vì tình mẫu tử mà con mẹ lúc nào cũng thương con đó, còn nhẫn tâm mà chỉ người đàn ông thôi đấy, thì con trống vậy thôi, con trống thì nay gấp bỏ con đó đó. Thì anh em xem lại cái mồi tươi của mình nó có đủ không đó. Thì thông thường như thường gặp vậy là thiếu mồi. Nguyên nhân thứ hai đó là cái tổ chài thang của anh em làm á, để cho chài thang đẻ là nó quá chật đó, cái tổ anh em quá nhỏ, mà trong khi đó là chài thang nó nở nhiều đó, cái tổ chứa được có 3 con à đó, mà nó nở 4 con 5 con, đẻ 4 con 5 con nở, thì bắt buộc nó phải gấp con nó bỏ đó. Thì nó gấp con nó bỏ thì do là anh em, ví dụ anh em xài những cái chất kích thích như là khoáng rồi đó, thì nó đẻ ra nhiều, nở con nhiều, thì nó không có phù hợp với cái tổ. Bây giờ anh em muốn nuôi chài thang thì anh em phải làm cái tổ nó phải rộng. Chất liệu làm thứ nhất là ống nhựa bình minh đó, loại mà loại bự á, loại người ta bơm bùng á, hoặc là loại bơm cát á, loại bự nhất á, hoặc là anh em làm bằng gốm sứ, cái bình bông rồi đó, thì phải hoặc là dừa tái dừa, lựa tái dừa bự bự thôi. Còn ống tre thì ghép chài thang sản thì anh em hạn chế sử dụng ống tre đi, tại vì mình thấy nó nhỏ. Ống tre này để đặt ngoài tự nhiên nó hay hơn, tại vì nó phù hợp với ngoài thiên nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Rồi nguyên nhân thứ ba là do con chài thang trống của anh em nó quá căng, nó căng lửa quá. Thì ở những video khác mình đã nêu, nó căng lửa quá thì nó sẽ phá tổ, gấp con bỏ để trong máy là tiếp tục. Thì nếu mà nó rơi trường hợp này thì anh em phải là canh cái ngày gần nở chài thang con mình thì mình bắt trống mình nhốt lại để trong lòng vi, và khi mà con nó bự rồi anh em bắt ra thì anh em mới thả tống ra tiếp tục sinh sản lứa tiếp theo. Đấy, tiếp theo đó là khi chài thang nở thì nó bị liệt chân, hoặc là nó bị nhỏ eo nuôi hay chậm lớn đó. Thì những cái nguyên nhân sau đây nó sẽ dẫn đến cái tình trạng đó. Thứ nhất là con chài thang máy của anh em á, là nó bị già quá, là nó trên 7 mùa nha anh em, thì nó đẻ con sẽ không ngon nữa. Chài thang máy mà nuôi ngon nhất đẻ là từ lứa 2 cho đến lứa thứ 6, còn vượt qua lứa thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thì nó hơi bị già. Thì tốt nhất anh em nên đổi chài thang máy khác. Hoặc là nguyên nhân thứ hai đó là do con chài thang máy của anh em hồi xưa nó nuôi đút, anh em lấy nó khi nó còn quá nhỏ, là lấy tổ khi mà nó còn là chưa lông búp. Đó, hoặc là trong quá trình mà anh em nuôi nhốt, anh em không có cho nó ăn những cái loại mồi tươi mà có bổ sung chất canxi, thì nó dẫn đến là khi chài thang sinh sản thì con sẽ bị liệt chân. Thì để khắc phục cái trường hợp mà bị liệt chân này thì anh em khi mà chài thang nó nở khoảng được 5 ngày thì anh em bổ sung thêm cái mồi có nhiều canxi, như là cá kiển nè, cá kiển cá bảy màu anh em. Anh em cứ vớt anh em bỏ vào cái khay tắm là chài thang mẹ nó sẽ gấp cho con nó ăn. Thì hoặc là trùng đất, dung đất thì cái mồi này nó cũng bổ sung canxi đó. Và anh em muốn chắc cú luôn á thì anh em nên để con chài thang mẹ nó chăm con nó tới lúc mà chài thang con nó tập bay luôn, là nó chuẩn bị ra tổ luôn, nó đứng cầu luôn, thì là ok. Giờ chài thang anh em nuôi là không bao giờ bị liệt chân đó. Thì những năm trước mình hay gặp trường hợp này thì mình đã khắc phục được bằng cách áp dụng cái biện pháp này. Thì anh em cũng đừng có sợ là để con bự quá là nó nhát rồi nuôi nó không có dạng, cái đó là không có đúng nha anh em. Nuôi dạng hay nhát là do người nuôi thôi. Nếu anh em chăm chút kỹ đó, thường xuyên mà chơi với nó hay là thường xuyên cho nó ăn á, không có bỏ bê nó thường á nhiều quá, thì chắc chắn chài thang anh em nó dạng thôi, nó thuần thôi. Còn mình á thì riêng bản thân mình không thích chài thang dạng lắm, thì mình chơi bỏi quen rồi, chài thang nó cũng phải cầm lòng, nó phải nhảy nhảy mới được, chứ còn mà đứng im ru rồi thì không mê, nó thật với anh em
không mê mấy con đó, nó hay bị yếu gió lắm tại nó ít vận động mà đó. Thì khi mà chè than nở rồi á nó, thì anh mình sẽ chỉ anh em cái cách để anh em làm chè than mình nó dạng, đó là anh em sẽ khi tập bay á thì anh em sẽ cắt cánh đó. Đó. Cắt cánh nó là anh em để vào cái lồng, và đặc biệt nha, gắn phải gắn nhiều một cây cầu phụ và những cái cầu thẳng khác trong cái lồng để cho chè than nó chuyền thôi, nó không có bay nhiều thì nó hạn chế tật lỗi lộn ha. Thì đây là một số cái kinh nghiệm cá nhân của mình, hay là một số cái vấn đề thường gặp khi nuôi chè than sinh sản á, mà mình gặp và một số bạn đã hỏi thì mình đã tư vấn. Thì anh em còn thấy những cái vấn đề nào mà thường gặp khi nuôi chè than sinh sản nữa thì anh em cứ inbox cái phần dưới bình luận mình, thì anh em thấy hay cho một like, một đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh em.